Bị tố khiến nhiều thực khách phải nhập viện. Bánh mì Phượng, một trong những thương hiệu nổi tiếng tại Hội An phải đóng cửa ngày hôm nay, 13 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 9 trả lời VTC News, ông Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An cho biết, sau khi nắm bắt thông tin nhiều người nhập viện vì ăn bánh mì tại cửa tiệm nổi tiếng này của thành phố Hội An, thì hôm qua ngày 12 tháng 9, ngành y tế địa phương đã có mặt ở cơ sở y tế này để lấy mẫu. Và ông nên phát biểu như thế này: thành phố đã đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh Quảng Nam phối hợp hỗ trợ kiểm tra các mẫu bánh mì. Trước mắt, trong thời gian chờ kết quả, cơ quan chức năng đã yêu cầu tiệm bánh mì phải tạm ngừng hoạt động. Theo quý vị, tòa tiệm bánh mì Phượng nổi tiếng đối với thực khách cách đây khoảng 10 năm. Cho đến ngày hôm nay, sau khi có sự xuất hiện của một đầu bếp nổi tiếng người Úc, ông Buran, và cho đến ngày bây giờ du khách xếp hàng rong rắn để chờ mua bánh mì Phượng, và một trong những món ngon không thể bỏ qua khi du khách đến với phố cổ Hội An. Tuy nhiên, ngay ngày hôm nay, từ những kết quả của du khách báo về, họ đã bị đau bụng rất là nặng ngày hôm qua, và cho đến ngày hôm nay trước khi ra sân bay thì họ cũng không thể tiếp tục bay đến các địa phương khác mà phải nhập viện tại thành phố Đà Nẵng. Như vậy, đây là một cơn nguy kịch, một dấu hiệu báo hiệu cho sự đi xuống của bánh mì Phượng tại phố cổ Hội An. Theo thống kê sơ bộ thì trong 2 ngày 11 và 12 tháng 9, có hơn 30 người sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì nổi tiếng có địa chỉ ở đường Phan Chu Trinh, thành phố Hội An, thì đã được đến các cơ sở y tế của địa bàn thành phố Hội An để kiểm tra sức khỏe. Nhiều người trong số này đã có xuất hiện nhiều triệu chứng như là sốt, nôn mửa. Riêng phòng khám đa khoa Khang Cường của thành phố Hội An thì tiếp nhận điều trị cho 7 bệnh nhân. 5 trên 7 bệnh nhân này là người thân trong một gia đình. Đến thời điểm hiện tại thì có 3 trường hợp đã hồi phục sức khỏe và được làm thủ tục về nhà để tiếp tục theo dõi. Và hình ảnh trong video clip này quý vị đang xem là hình ảnh huy hoàng những năm trước đây của tiệm bánh mì Phượng tại phố cổ Hội An. Tuy nhiên, ngay 2 ngày hôm nay thì nhiều du khách đã cung cấp cho chúng tôi một số hình ảnh cho rằng tiệm bánh mì đã tạm thời đóng cửa ngày hôm nay. Và bánh mì Phượng đã được du khách trên khắp mọi miền Tổ quốc cũng như du khách thế giới ca ngợi rất là nhiều. Nhưng không hiểu vì sao hôm nay chính quyền thành phố Hội An đã xác minh thông tin là có rất nhiều du khách và người dân địa phương đã bị ngộ độc sau khi ăn ở đây. Vâng, thưa quý vị, một trong những tin không được vui trong ngành du lịch của Quảng Nam, Hội An cũng như Việt Nam, vì ẩm thực là một trong những điểm mạnh của phố cổ Hội An, tuy nhiên họ đã không thể tiếp tục kinh doanh khi mà sự cố du khách bị ngộ độc như thế này đã được đơn vị cơ quan chức năng kiểm chứng và cũng được các kênh media của địa phương cũng như các cái vlog du lịch đăng lên. Thì chúng tôi đang ghi nhận thông tin này trên các kênh mạng xã hội cũng như kênh các bạn hướng dẫn viên, và đặc biệt chúng tôi lấy tin từ một fanpage trên Face, đó là quê mình Quảng Nam. Chúng tôi đang truyền tải những thông tin này để du khách nắm bắt, và sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những cái thông tin mới của du khách cũng như là cơ quan chức năng cũng như là các TV lâu để cho du khách cũng như quý vị có những cái đánh giá kịp thời hơn khi mà chúng ta xem xét cái vấn đề ngộ độc thực phẩm trong việc phục vụ du khách du lịch là như thế nào.
Nếu quý vị có bất cứ thông tin nào, chia sẻ nào, xin hãy comment dưới đây để chúng tôi tiếp tục cung cấp cái lan tỏa cái bản tin này đến với người quan tâm đến vấn đề ẩm thực của phố cổ Hội An cũng như là đến món ăn bánh mì, và giúp cho chúng ta có cái sự cẩn trọng hơn trong việc ăn các cái loại ẩm thực đường phố cũng như các món ăn ngon như là bánh mì. Vậy thì du khách cũng như quý vị hãy vui lòng chia sẻ video này, comment cho chúng tôi biết ạ, và đặc biệt follow kênh nữa. Hướng dẫn tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã xem đến thời điểm này. Xin quý vị hãy lan tỏa cũng như giúp kênh Hướng dẫn tôi xác thực lại thông tin này. Xin cảm ơn quý vị khán giả. Xin quý vị khán giả hãy cập nhật thêm để cho có sự so sánh đa chiều trên các cái trang mạng xã hội. Hiện nay chúng tôi còn thấy người ta đang đăng ở trang Tôi Yêu Hội An, 31 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì phường Hội An. Chi tiết, wow, thực sự rất là sốc luôn thưa quý vị. Và hiện tại thì chúng tôi đang mong những cái cơ quan truyền thông hãy cung cấp một số cái thông tin thật sự là chính xác để chúng tôi có cái kênh nắm bắt thông tin và cung cấp truyền tải đến khách du lịch. Chúng ta sẽ hạn chế được cái việc tiếp tục sử dụng các cái món ăn đường phố có nguy cơ rất là cao như thế này, và đặc biệt là món bánh mì phường. Như vậy thưa quý vị, chúng tôi xin kết thúc bản tin ngắn ngày hôm nay về việc bánh mì phường đang phải đóng cửa đột xuất vào ngày 13 tháng 9 năm 2023, dựa trên cơ sở là một số vị khách đã bị ngộ độc và đưa đến bệnh viện trong ngày 12 tháng 9 2023. Cơ sở chúng tôi nắm được qua kênh Quê Mình Quảng Nam. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã xem đến đây. Xin chào và hẹn gặp lại.